Thứ 7, 7 phút 7 giây review chi tiết Oppo A77s. Nói nhiều về số 7 nhưng mà giá con này chỉ có 6 triệu thôi. Nói chung đây là một cái mức giá dễ tiếp cận và Oppo cũng nhấn khá nhiều vào cái sự tiện lợi đa nhiệm của em A77s này đem lại. Ok, tôi sẽ cho anh em thấy thực tế nó như thế nào nha. Bây giờ thì thay đồ và đi ra ngoài chạy bộ một chút nào. Đúng rồi, mấy lúc mà kiểu tập luyện hay là chạy bộ như thế này này, tôi thích nhất là cầm cho mình đó chính là những con máy điện thoại mỏng và nhẹ như thế này. Cái này quan trọng nha, vì trong lúc tập luyện mà có để điện thoại trong túi quần hoặc là cầm trên tay á, thì máy càng tối ưu về mặt thiết kế thì nó sẽ càng tốt. Như là con Oppo A77s này, thiết kế của máy mỏng này, chỉ 7.9mm thôi. Quan trọng hơn là máy cầm rất nhẹ và thoải mái nữa. Nên là trong trường hợp mà nếu anh em bỏ con điện thoại này trong túi quần để chạy bộ á, thì nó cũng không cần phải quá lo về cái việc đó chính là nó làm nặng túi của anh em. Trong quá trình chạy cứ tụt quần cứ hay kiểu bị tụt quần ấy. Nhưng mà đối với con này, nhẹ nhàng bỏ vào túi quần của tôi. Đấy, đút vào một phát, kéo khóa quần lại và sau đó chạy bộ thoải mái thôi. Thêm một cái tai nghe nữa là đúng cái kiểu đa nhiệm, vừa chạy bộ kết hợp với điện thoại, kết hợp đó nghe nhạc các thứ, tập luyện bao sướng luôn. Hợp lý chưa? Còn về độ đẹp của chiếc A77s này thì khỏi bàn nha. Hiệu ứng Oppo Glow rất đặc trưng, đẹp, bắt mắt và rất khó thấy được cái sự bám mồ hôi và dấu vân tay của nó luôn. Ok, trong lúc nghỉ ngơi tí rồi tôi sẽ tranh thủ chia sẻ cho anh em một chút về cái sự đa nhiệm ở trên Oppo A77s này nha. Chạy bộ nãy giờ mệt quá. Về mặt bộ nhớ, em này đang có RAM 8GB và 128GB ROM. 8GB RAM mặc định nhưng mà anh em vẫn mở rộng được tối đa thêm là 5GB RAM nữa nha. Sắp tới thì có bản update mới, anh em sẽ mở rộng thêm được tối đa là 8GB RAM nữa cơ. Tức là máy sẽ có tổng cộng 16GB RAM, quá là nhiều luôn. Còn về mặt đa nhiệm, mình thường dùng cái tính năng thanh bên thông minh để mở nhanh thêm một ứng dụng nữa. Chọn và kéo thả nó như thế này là chia đôi được rồi. Animation rất đẹp và mượt mà luôn. Thậm chí ColorOS cũng tối ưu cho cái việc drag and drop file giữa các cửa sổ với nhau khi mà đa nhiệm như thế này là quá ok. Hoặc mình cũng có thể kéo dạng cửa sổ đa nhiệm để biến nó thành một cái dạng pop-up như thế này. Vừa dùng YouTube, vừa dùng Facebook quá là dễ dàng luôn. Nói chung ấy, mà hình to như thế này mà không dùng đa nhiệm thì hơi phí nha. Chưa kể đó chính là giúp cho anh em tăng cái độ hiệu quả trong quá trình sử dụng giữa các ứng dụng, mà thậm chí là multitask nó cũng sẽ hiệu quả hơn. Đặc biệt là các Gen Z mà vừa cần xem tài liệu vừa nốt thông tin thì đa nhiệm như thế này là quá phù hợp nha. Mà sẵn nói về màn hình thì màn hình của em này ngoài kích thước lớn ra nó còn có cả tần số quét 90Hz nữa. Mượt mà, trơn tru là những gì mà tôi cảm nhận được khi mà vuốt cuộn ở trên màn hình của em A77s này. Tuy nhiên về mặt độ phân giải thì mình thấy máy chỉ đang là HD cộng thôi, chứ là hiển thị thì mình đánh giá là ở mức khá, các icon không được nổi khối lắm, nhưng mà màu sắc của màn hình thì được cái là cân chỉnh vừa đủ tốt. Độ sáng của máy cũng khá ok, nhìn ngoài trời khá là ổn nữa. Ngoài ra cũng có một cái điểm mà mình chưa ưng lắm là màn hình của máy thì đang nhô lên hơi cao so với phần khung viền, chứ không được làm sát vào phần khung viền, nên là nhìn về mặt thẩm mỹ thì cá nhân mình thấy là chưa ok lắm. Ôi, tính ra trời cũng sắp tối rồi em ạ. Bây giờ tôi sẽ về lại studio, đèn đóm đầy đủ, setup đẹp đẽ và nói tiếp về cái phần hiệu năng của con Oppo A77s nha. Đi nào, về thôi. Chạy bộ nãy giờ hơi mệt đấy. Quạt. Rồi, còn về mặt hiệu năng, Snapdragon 680 trên máy thì chắc chắn mình không cần phải nói quá nhiều nữa. Con chip này quá quen thuộc và dùng trên rất nhiều máy rồi. Và mình cũng nói quá nhiều về nó rồi. Đây là một con chip hiệu năng vừa đủ tốt đối với những tác vụ thường ngày như là mạng xã hội, chat chip hay là chơi game như là liên quân match setting. Phúc chỉ ở low setting vẫn khá là ok. ColorOS của máy hiện tại chỉ là đang chạy bản 12.1 thôi. Trong tương lai thì mình mong là máy sẽ lên phiên bản ColorOS 13 sẽ tối ưu hơn, ngon hơn nữa để chúng ta sẽ có một cái trải nghiệm tốt nhất. Nhưng mà nói gì thì nói, ColorOS 12.1 trên máy vẫn đang làm rất là tốt, tối ưu ngon trên những cái tác vụ thường ngày như là bấm mở app, thoát app thì máy vẫn có những animation khá là tốt và mượt mà thôi. À, còn một cái nữa để tăng cái tính trải nghiệm hơn là A77s có loa kép anh em ạ. Cũng là một cái điểm cộng thể hiện được cái sự đa nhiệm của máy khi mà vừa chơi game kết hợp đồng thời với loa kép ở trên máy để có một cái trải nghiệm tốt hơn. Tuy nhiên nếu như anh em quá kỳ vọng một cái chất âm của nó phải thật hay, thật chi tiết thì không quá đâu. Chất âm của loa thì nó chỉ nằm ở mức khá thôi nha. Nhưng mà được cái âm lượng của loa lại rất to nên nhìn chung là cái trải nghiệm giải trí kết hợp với loa ở trên A77s mình vẫn tin là sẽ làm hài lòng được nhiều anh em đấy. Cuối cùng, về on-screen của máy cho cái viên pin 5000mAh này. Do máy chỉ gắn cái màn hình HD cộng thôi nên là cái thời lượng của em này mình đánh giá là cũng khá là tốt nha. Gần 6 tiếng on-screen cho những cái tác vụ cơ bản như là dùng mạng xã hội hoặc là chơi game này kia không quá nhiều. Mà lo cái gì, kết hợp với sạc SuperVOOC 33W thì em này sạc đầy lại cũng nhanh thôi. Thường thì tầm 20% mình sẽ cắm sạc này, sạc tầm 10 phút thôi là máy cũng đã lên được 40 gần 50% rồi. Đủ dùng thoải mái trong vòng nửa ngày nha. À, tí thì quên, còn camera của nó nữa đây mà. Thiết kế cụm cam này thì đẹp xấu tùy mỗi người nha. Nhưng mà cá nhân mình thấy là nó đẹp. Độ phân giải chính của camera sẽ là 50MP. Dùng đủ sáng thì máy đã hiện khá là tốt.
màu sắc thì tươi tắn này, chi tiết của các vật thể trong bản cũng lên khá là chân thật, không có bị cái cảm giác gai gai giả giả như là một số máy khác nó cố tình tăng cái độ chi tiết lên, mặc dù cam mà nó thông số không cao. Màu da người thì chụp dù là cam trước hay là cam sau thì màu da đều lên rất là tự nhiên, hồng hào. Nhưng mà cam trước của em này chỉ có 8 megapixel thôi nên là cái độ chi tiết cũng không phải là quá tốt cho tầm giá. Thậm chí là hệ thống camera của AP7S cũng không có camera góc siêu rộng luôn. Hơi tiếc anh em nhỉ. Còn chụp thiếu sáng thì mình thấy đây không phải là điểm quá mạnh của máy. Chụp thiếu sáng vừa đủ thì máy ok, đèn đường hay là bảng hiệu xử lý khá là ổn. Nhưng mà chụp thiếu sáng nặng quá thì noise nó sẽ xuất hiện khá là nhiều và chi tiết thì cũng không còn tốt nữa. Anh em lưu ý điều này nha. Ok, Oppo A77s, một cái giá của nó chỉ có hơn 6 triệu thôi, nhưng mà những cái gì mà nó mang lại về cái mặt tiện lợi hay là cái sự đa nhiệm và cái sự tiện ích của nó thì mình thấy là nó cực kỳ thực tế luôn. Chẳng hạn như là mấy anh em Gen Z thường xuyên dùng đa nhiệm hai ứng dụng để vừa xem YouTube vừa lướt Facebook giải trí đúng không? Ok, em A77s này làm tốt, cần pin trâu để sử dụng cả ngày như là chạy rap. Ok, em này cũng làm được luôn, sạc lại còn nhanh nữa, rồi mỏng nhẹ, sử dụng thoải mái, camera đủ tốt. Màn hình 90 hẹn mượt mà, hiệu năng cũng ok này. ColorOS 12.1 tối ưu ngon cho cái phần đa nhiệm. Tất nhiên là cũng sẽ có một vài điểm trừ vì đây vẫn là một cái sản phẩm trong khúc tầm trung thôi. Anh em thấy sao về Oppo A77s? Đừng quên để lại phần comment nha. Bên cạnh đó đừng quên nhấn like, share và subscribe cho NGZ. Mình là Gà Tổng, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Peace. Nói hết nước hết cái rồi mà video vẫn chỉ có hơn 6 phút, chưa đủ 7 phút 7 giây nữa mà. Cho nên còn vài thứ nữa mình sẽ nói thêm về con Oppo A77s này nha. Đầu tiên đó chính là về cái việc là con này nó có cổng 3.5, tức là nó sẽ giúp cho anh em về cái việc là không cần nhất thiết là phải dùng tai nghe True Wireless, tức là những tai nghe không dây ấy. Anh em vẫn có thể sử dụng được những cái tai nghe cắm dây và sau đó là kiểu nghe nhạc bình thường mà không có bị delay, hay là kiểu anh em chơi game cũng không bị delay. Một điểm cộng của chiếc máy này đúng không? Bên cạnh đó cũng có một cái điểm nữa mình rất thích, đó chính là cảm biến bên tay em này nó lại khá là nhanh nha. Đây, mình chỉ cần chạm nhẹ một cái là nó đã mở rồi. Thấy chưa? Đó, chạm một cái là mở này. Đây cũng là một cái điểm mình rất thích ở chiếc máy này. Về những cái điểm như thế này thì nó sẽ giúp cho anh em trải nghiệm cũng như là trong cái quá trình anh em sử dụng máy nó cũng sẽ tốt hơn. Tổng qua lại thì Oppo A77s vẫn là một chiếc máy mình thấy trong phân khúc chỉ là hơn 6 triệu một xíu thôi. Bỏ qua những cái điểm trừ thì đây vẫn là một chiếc máy mình thấy khá là đáng mua với những anh em Gen Z hay là những bạn nào thích cái sự đa nhiệm dùng trên một con điện thoại mà tốt cũng như là animation ngon như là ColorOS tối ưu trên chiếc máy này. Hợp lý chưa? Bây giờ thì đúng 7 phút 7 giây nha.